có qua bên em thì cái mùi rất là hôi và khó chịu nhá. Thì bên em đã tháo ra và kiểm tra, thì anh em thấy đây, mùi hôi của anh em bắt đầu từ nguyên nhân từ đâu ạ? Đây chính là từ cái sàn này nha anh em nhá. Đây nước này. Đấy. Chủ xe, cái xe này đã rất là lâu và không đi đến, thì để ngoài trời ấy, thì cái nước nó đã ngấm đây này, nó ngấm được từ dưới lên và nó đã ngấm hết vào cái sàn nỉ này. Đấy, anh em thấy không ạ? Cái sàn nỉ này nhá, ngấm hết lên đây và ướt hết ra phần sàn này. Đấy, và cái mùi hôi để lâu thì cái mùi hôi nó rất là khó chịu. Đấy, và lâu dần nó là mốc. Đấy, anh em mà lâu không đi xe nhá, anh em nhớ kiểm tra phần sàn bên dưới của mình xem có bị cái phần thủng không. Và đây là một cái phần nữa là rất quan trọng để ấy này. Đây, anh em thấy ở những cái phần này nó có những cái lỗ thoát như này. Và lâu anh em nên kiểm tra xem những cái lỗ thoát này xem nó còn những cái cao su để bịt hay không. Đấy, không thì lâu ngày nó sẽ thủng lên như là mất nút và cao su và nước nó sẽ tràn vào từ đây. Và những cái mùi hôi nó sẽ bốc ra đây và dần dần nó tích tụ là nó sẽ loan tỏa hết cái khoang nội thất của anh em. Đấy. Cái xe này thì bắt đầu anh ấy có mùi hôi rồi thì anh bắt đầu mới qua bên em để mà vệ sinh nhá. Thì anh em có thể thấy đây này, cái ghế này nó còn mốc và bẩn này, nấm mốc này, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy. Ghế lâu không đi đến này. Đấy. Nấm và mốc cả xe lên chứ không phải. Và bên em phải tháo hết toàn bộ ra như này để mà vệ sinh lại cho anh em. Đây, anh em thấy ạ? Đây, chỉ với một số vài anh em kêu cái tháo ra đây, nước ngấm như này thì cái tất nhiên cái mùi hôi nó sẽ tích tụ ở đây và nó sẽ lan tỏa ra toàn bộ khoang nội thất trong xe. Và chiếc xe này về bên em vừa có tiếp nhận và vệ sinh lại toàn bộ tổng thể cái khoang nội thất và vệ sinh lại ra lạnh. Vì cái ra lạnh con này đi lâu và nó cái mùi nó đã tích tụ như này rồi thì rất là hôi, và khi mà bật lên cái quạt gió là mùi nó mốc rất là khó chịu. Đấy. Và qua bên em để xử lý đây. Và anh em sẽ chờ đón nếu mà xử lý những cái xe như thế này thì phải mất thời gian rất là lâu, 2 đến 3 ngày để mà giặt sạch cái thảm này của anh em này, phơi khô này, sau đó là lại rửa sạch những cái giặt hết cái đánh hết lại nội thất bên trong của chiếc xe này để mà làm sạch lại chiếc xe. Đấy. Anh em nào mà đi xe mà có mùi hoặc là cảm thấy điều hòa có mùi ấy, thì hãy qua Akala để bên em kiểm tra nhé. Tất cả những cái chi tiết bên em kiểm tra sẽ làm miễn phí cho anh em và không miễn phí cho anh em để kiểm tra lại toàn bộ những cái khoang nội thất này, nội soi dàn lạnh này, khoang máy, kiểm tra tất cả hoàn thiện cho anh em. Cảm ơn anh em.